sau khi mà làm sạch da cho khách hàng xong, mình lấy khoảng 2 muỗng nhỏ bột enzyme, mình quậy với cả một chút nước nóng già thành một cái hỗn hợp bột. Mình sẽ thoa lên trên da của khách hàng, mình để khoảng 7 phút các chị nhá. Đó, các chị đợi 7 phút rồi mình sẽ làm bước số 2 ạ. Chị đã dùng chưa? Dùng chưa? Nhưng mà nó không lên như thế này. Được pha nước ấm, nước nóng. Được khoảng ta tiêm cho mình cái nọng cằm này bị sưng như thế. Được khoảng 5 phút thì mình sẽ sử dụng tay mình massage theo chiều đẩy. Sau đó thì khoảng 1-2 phút cho làm sạch sâu. Sau đó thì mình sẽ rửa sạch mặt đi và mình tiến hành các cái bước ủ nóng các chị nhé. Tại chị bôi khi mà... Sau khi mà mình đã rửa sạch cái lớp bột enzyme lên thì lần lượt chúng ta có các cái bước như là tế bào gốc Casebo này, kem ức chế nám Hana Atome này, vitamin C. Đầu tiên thì mình sẽ thoa tế bào gốc lên trên da của khách hàng. Cái này là cái cốt, là mình để 1ml tế bào gốc, cho nên các chị cứ thoa hơi nhiều một chút ở cái bước này không có vấn đề gì ạ. Sau khi thoa đều cái tế bào gốc xong thì mình sẽ sử dụng một lượng kem ức chế nám. Khi sử dụng kem ức chế nám thì chúng ta sẽ không sử dụng cái thoa không phải là thoa xoay tròn, mà chúng ta sẽ vỗ nhẹ để cho các cái lớp kem nó thẩm thấu vào trong da của khách hàng, để đến lúc mà mình ủ nóng nó không bị vón cục các chị ạ. Mình thoa đều lên, mình đập nhẹ đều lên. Sau khi thoa kem ức chế nám thì mình sẽ sử dụng vitamin C để mình thoa một lớp mỏng ở trên da của khách hàng. Sau đó thì mình sẽ điện di khoảng 8 phút. Điện di nóng. Khi mà mình sử dụng cái thoa các cái kem dưỡng xong thì mình sẽ sử dụng cái búa nóng lạnh. Đây em sẽ để ở cái đầu nóng và cái mức nhiệt là em để 4.0 là cái mức độ mà vừa phải đủ để làm cái ủ nóng kem dưỡng này nó hấp thụ vào trong da của khách hàng ạ. Mình sẽ điện di hết toàn bộ khuôn mặt của khách hàng trong vòng 8 phút. Mình cứ điện di đó, điện di theo cái chiều nâng cơ. Mình điện di xong khoảng 8 phút thì các chị ngừng lại và để sử dụng cái bước tiếp theo ạ. Sau khi em đã điện di cho khách hàng 8 phút và khi khuôn mặt khách hàng đã hơi hồng hồng lên rồi thì mình sẽ ngừng lại và mình tiếp tục thoa một lớp tế bào gốc. Bây giờ mình chỉ thoa một lớp mỏng thôi, không thoa một lớp dày nữa, và một lớp kem ức chế nám Hana Atome. Vỗ nhẹ
cho sản phẩm thẩm thấu lại. Và một lớp vitamin C. Sau khi điện di khoảng 8 phút xong thì mình lại thoa lại từng bước, như là tế bào gốc này, kem ức chế nám Hana Atome này, rồi đến vitamin C. Và mình sẽ dùng một cái lớp màng bọc thực phẩm. Mình bọc kín khuôn mặt của khách hàng, sau đó thì mình sẽ lấy cái mặt nạ ủ nóng và mình ủ. Đây, chúng ta sẽ sử dụng cái mặt nạ ủ nóng này. Sẽ đặt lên để chừa cái phần mũi và miệng của khách hàng ra để cho khách hàng thở. Kẹp chặt lại. Và mình bật cái máy nhà, mình bật chế độ lên. Cứ 5 phút thì các chị sẽ mở ra, các chị kiểm tra lại tình trạng da của khách hàng một lần và điều chỉnh nhiệt độ. Nếu như mà da của khách hàng của mình hồng lên rồi thì mình sẽ giảm cái nhiệt xuống, đừng để nóng đỏ quá. Đắp bước mặt nạ này khoảng 15 phút ạ. Cứ 5 phút thì các chị sẽ tắt cái máy đi và mình sẽ mở ra, mình kiểm tra da của khách hàng. Nếu như da của khách hàng ấm và hồng lên vừa phải thì mình lại tiếp tục giữ nhiệt độ, hoặc là mình chưa thấy nóng quá thì mình sẽ tăng nhiệt độ lên, mà mình thấy nóng nhiều rồi thì mình sẽ giảm nhiệt độ đi nha các chị nhá. Cứ 5 phút mình lại mở cái miếng mặt nạ ra như thế một lần để cho thoát cái hơi ra. Sau khi mà em đã đắp mặt nạ cho khách hàng được khoảng 15 phút rồi thì em mở ra kiểm tra, thấy các cái sản phẩm nó thẩm thấu hết vào trong da của khách, không còn gợn gì nữa, thì em sẽ gỡ bỏ cái miếng màng co thực phẩm ra và em đặt vào một cái lớp gạc mỏng và em tiếp tục sử dụng cái mặt nạ này thêm khoảng 5 đến 10 phút nữa. Đây ạ, chúng ta sẽ dùng cái miếng gạc này và chúng ta đặt lên da của khách hàng. Sau đó thì chúng ta sẽ lại cho cái mặt nạ này vào và mình để tiếp tục khoảng 10 cho đến 15 phút cho sản phẩm nó thẩm thấu. Sau đó thì sử dụng các cái bước tiếp theo ạ. Với tình trạng da của khách hàng này thì em để tấm gạc khoảng 10 phút. Sau đó thì em sẽ tắt máy và em gỡ cái miếng mặt nạ nóng ra, gỡ miếng gạc ra. Lúc này thì em sẽ lau sạch đi và em đắp mặt nạ kem cho khách hàng nằm đèn vòm Omega khoảng 15 phút ạ. Đó, em sẽ lau sạch đi, lau sạch các cái sản phẩm mà chưa thẩm thấu hết vào trong da của khách hàng, mình sẽ lau đi. Mình lau sạch đi thì mình sẽ dùng một chút nước hoa hồng, mình cân bằng độ ẩm lại trên da của khách hàng và làm sạch sâu hơn nữa.
Sau đó chúng ta sẽ thoa một lớp mỏng tế bào gốc Casebo lên trên da của khách hàng, rồi mình đắp mặt nạ kem. Vào gốc Casebo lên. Sau đó thì mình sẽ dùng cái mặt nạ kem. Mặt nạ kem đây ạ. Đó. Mình đắp một lớp mặt nạ kem lên trên da của khách hàng. Rồi mình cho khách hàng làm đèn vòm Omega khoảng 15 phút. Đều lên trên da của khách. Sau đó thì che mắt lại, che mắt bằng tấm bông lại. Sau đó thì mình sẽ cho khách làm đèn. Đèn này thì các chị cứ chỉnh ở cái chế độ mà làm trắng sáng da, điều trị nám ạ. Đó, mình để cho em khoảng 15 phút nha. Khi hết 15 phút rồi, mình sẽ tắt cái đèn vòm Omega, nó tự tắt xong rồi thì mình sẽ lau sạch cái mặt nạ kem cho khách hàng và mình điện di bằng tế bào gốc bằng cái búa đầu lạnh để khóa tinh chất các chị nhé. Đó. Em sẽ lau sạch cái lớp mặt nạ kem này đi. Bước này chúng ta phải lau thật sạch và kỹ càng để cho không còn vương lại cái lớp mặt nạ kem trên da của khách, tránh cái tình trạng mà khách hàng sẽ bị nổi mụn nha các chị nhé. Mặt nạ nóng để ủ tan nám, phân giải sắc tố này là cái phương pháp mà nhẹ nhàng không xâm lấn. Khách hàng của chúng ta thì rất là thoải mái. Đó. Ví dụ như chị khách này của em đã ngủ được một giấc rất là sâu ạ. Em thoa tế bào gốc Casebo. Cái phương
phương pháp ủ nóng này thì đầu lúc đầu tiên mình làm thì nó chưa có trắng sáng hẳn đâu. 2-3 ngày sau khi sản phẩm nó thẩm thấu vào trong da của khách hàng rồi thì da của khách hàng cứ trắng lên từng ngày. Bây giờ thì em sẽ điện di cho khách hàng bằng đầu lạnh. Khi mình làm những các cái liệu trình này để đảm bảo cho da của khách hàng của mình không bị bội nhiễm từ khách hàng này sang khách hàng khác, thì các chị, các cái búa nóng lạnh hoặc các cái đồ dùng này, các chị bọc một lớp màng bọc thực phẩm vào. Đó. Sau mỗi một khách hàng thì mình lại gọt bỏ cái lớp màng bọc đi. Mình điện di cho khách hàng bằng cái đầu búa lạnh khoảng 2 phút thì mình sử dụng cái kem chống nắng. Hiện tại là em đang sử dụng cái kem chống nắng Bicel. Mình thoa một lớp mỏng lên trên da của khách hàng và cho khách hàng ra về ạ. Chống nắng này thì các chị sử dụng sau cái liệu trình tiêm cấy và lăn kim, cho nên là mình cũng không sử dụng cái phương pháp thoa như bình thường mà mình sẽ hơi vỗ nhẹ để cho cái lớp kem thẩm thấu vào trong da của khách hàng của mình được tốt hơn ạ. Sau khi thoa cái lớp kem chống nắng này là em cho khách ra về ạ. Và cái quy trình ủ nóng phân giải sắc tố bằng bước đầu tiên bằng cái bột enzyme và mặt nạ kem white của bên em đến đây là kết thúc. Xin chúc các chị thành công trong cái phương pháp mà ủ nóng phân giải sắc tố này ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.